lấy gì để làm bây giờ? Nó chỉ là một giấc mơ ngủ dậy rồi tỉnh queo, mọi thứ trở về thực tại bình thường. Trái tim đánh rơi ngay trên bậc thềm. Có ta lướt qua như người không quen. Cớ sao có ai lạnh lùng như thế? Tôi đang đi tìm khắp nơi nhưng không có câu trả lời. Thứ đang khiến tôi say mê là gì? Chẳng có việc gì phải lăn tăn. Đừng để ánh mắt cô ta đánh lừa. Thăm thẳm, đầu thì đang bay khi người không thăng bằng. Cơ thể đang căng thẳng, chẳng còn lại gì ngoài âm thanh văng vẳng. Liếc mắt vẫn đưa tình. We're all that curve and then I must be learning. Nothing is certain. Em trong mắt tôi còn trông tôi như người vô hình. I gotta say sẽ xóa thua hết parfait. Cảm giác chìm sâu như đang rơi vào bùa mê. Có những cam dỗ nhưng mà ta không được nghe. Cô ta với quỷ dữ đêm nay chung một phe. Chẳng có việc gì phải lăn tăn. Đừng để ánh mắt cô ta đánh lừa. Không hiểu, không biết diễn tả được ta.